Liên minh châu Âu hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam. Bà Judith Kirtendarling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu và là thành viên của Ủy ban về Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU, cho biết Liên minh châu Âu đã hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, viết tắt là EVFTA, vì lý do kỹ thuật. Mặc dù lý do chính thức được nêu ra là kỹ thuật, nhưng bà nghị sĩ Judith Kirtendarling đánh giá rằng mối quan hệ EU-Việt Nam thực sự là quan trọng, nhưng phải có sự tiến bộ về nhân quyền. Nhưng chúng tôi đã tự hỏi mình, việc trì hoãn này có thể xảy ra nếu phía Việt Nam đã thúc đẩy cải thiện vấn đề nhân quyền hay không? Ngày 21 tháng Giêng năm 2019, đại diện Liên minh châu Âu EU đã đề cập với phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc về việc hoãn lại Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam vì EU yêu cầu Việt Nam cải thiện về nhân quyền nhưng không được Việt Nam đáp ứng. Sau đây là bản dịch nội dung nêu trên. Mối quan hệ với Việt Nam cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và bản Hiệp định Thương mại sắp tới là một tín hiệu tốt. Chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các chương bền vững phải được tuân thủ trong các bản thỏa thuận đó. Nhưng vẫn có những trở ngại lớn, đó là tình huống về nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền là giá trị cốt lõi của EU và nó là dòng chảy liên tục trong tất cả các mối quan hệ thương mại của chúng tôi. Tự do tôn giáo không được tôn trọng, ví dụ như sư thầy Thích Quảng Độ, 90 tuổi, vẫn bị giam lỏng. Tình hình của Việt Nam rất là quan ngại, riêng tháng này, luật an ninh mạng đi vào hiệu lực, đưa ra những quy định khiến giới hạn hơn nữa quyền tự do phát biểu. RFA, hãng thông tin độc lập, đưa tin về vụ việc thu hồi đất quy mô lớn diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, và vẫn có hơn 100 tù nhân chính trị còn trong tù hay bị giam lỏng khi họ thực hiện quyền căn bản của mình. Trong suốt buổi tranh luận, chúng tôi đã yêu cầu Việt Nam cải thiện nhưng không có phản hồi thích đáng. Ủy viên Maelstrom đang hết sức thuyết phục Việt Nam tham gia và đi đúng hướng. Hiện thời, Hội đồng Liên minh châu Âu đã hoãn lại sự phê chuẩn bản Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam đáng lẽ ra diễn vào tháng tới và cho rằng với lý do kỹ thuật. Chúng tôi đã tự hỏi mình, việc trì hoãn này có thể xảy ra không nếu phía Việt Nam đã thúc đẩy cải thiện về vấn đề nhân quyền? Sự trì hoãn này mở ra cơ hội xem xét tình hình một cách nghiêm túc và đạt được nền tảng nhằm đạt được sự đồng thuận rộng rãi đối với bản hiệp định ở Nghị viện châu Âu. Nếu mọi thứ còn tồn động, không được thay đổi thì khó mà đạt được sự phê chuẩn hiệp định trong nhiệm kỳ Quốc hội EU kế tiếp. Theo lịch trình dự kiến trước đây mà chính phủ Việt Nam đặt rất nhiều hy vọng và hết sức nỗ lực thúc đẩy, Hiệp định EVFTA có thể sẽ được Hội đồng Liên minh châu Âu xem xét phê chuẩn vào tháng 2 năm 2019. Tiếp đó vào tháng 3, hiệp định này sẽ được đưa ra Nghị viện châu Âu để thông qua. Hiện tại, không rõ thời gian hoãn lại này kéo dài bao lâu, tối thiểu là đến cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, nhưng chắc chắn là còn tùy thuộc vào sự cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Quý vị vừa nghe bài Liên minh Âu Châu hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam của Hiếu Bá Linh, Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại trong bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.